nên sử dụng kem chống nắng vật lý hay là kem chống nắng hóa học? Trước tiên tụi mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ưu điểm và nhược điểm đã nha. Về kem chống nắng vật lý thì ưu điểm sẽ là tác dụng ngay lập tức, sẽ ít gây kích ứng cho da hơn. Tuy nhiên cũng sẽ có nhược điểm, đó là chất kem thường sẽ rất là dày và đặc nên rất dễ gây biến tắc lỗ chân lông, thường sẽ tạo một lớp màng trắng ở trên da. Ví dụ như em Light and Fine này là một dòng kem chống nắng vật lý mà mình đang sử dụng. Em này thì cực kỳ dịu nhẹ, rất là thích hợp cho những bạn mà có làn da nhạy cảm. Nhưng vì là kem chống nắng vật lý nên các bạn thấy không, nó sẽ để lại một cái màng trắng ở trên mặt. Tiếp theo về kem chống nắng hóa học thì ưu điểm của nó là chất kem sẽ lỏng mỏng nhẹ, cho nên là rất dễ thấm vào da, không gây nhờn rít và không gây biến tắc lỗ chân lông, sẽ không để lại vệt trắng ở trên da. Tuy nhiên cũng sẽ có nhược điểm, đó chính là kem chống nắng hóa học thì có khá là nhiều thành phần hóa học, dẫn đến việc là rất dễ gây kích ứng cho những bạn có làn da nhạy cảm và cũng sẽ kém bền vững hơn, cho nên là phải bôi lại thường xuyên. Và sau khi bôi thì phải chờ từ 15 cho đến 20 phút kem chống nắng mới phát huy tác dụng chống nắng. Ví dụ như kem chống nắng Nywises này mà mình đang sử dụng thì đây là một dòng kem chống nắng hóa học. Em này thì có kết cấu lỏng và mỏng nhẹ nên là rất nhanh thấm vào da. Sau khi thoa thì em kem chống nắng này đã tệt hẳn màu da, như các bạn thấy không, bên này thì nó hơi sáng hơn cái tông da bên này của mình một xíu. Đương nhiên là nhược điểm của em nó thì sẽ rất dễ gây kích ứng cho những bạn có làn da nhạy cảm. Ngoài hai loại này ra thì hiện nay trên thị trường còn có một loại kem chống nắng nữa, đó chính là kem chống nắng Light vật lý và hóa học. Ví dụ như là em kem chống nắng Anessa này mà mình đang sử dụng, khi đã kết hợp giữa vật lý và hóa học thì đương nhiên là em kem chống nắng này cũng sẽ bù lại cho những cái khuyết điểm của nhau cũng như là bổ sung những cái ưu điểm của nhau. Kết cấu em này thì rất là lỏng và mỏng nhẹ, thấm nhanh vào da cũng như là không để lại một vệt trắng nào trên da hết. Vậy nên chốt lại là mỗi loại kem chống nắng đều sẽ có ưu điểm và nhược điểm của nó, tùy theo cái loại da của các bạn mà các bạn nên chọn phù hợp với mình. Nếu như mình có làn da nhạy cảm thì mình nên dùng những loại kem chống nắng vật lý. Nếu như mình không muốn sử dụng loại kem chống nắng mà có vệt trắng ở trên mặt thì mình có thể chọn kem chống nắng hóa học. Trong tình hình dịch bệnh như thế này thì mình biết là các bạn không thể nào đi ra ngoài và mua cho mình một chai kem chống nắng. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng nha, mình hoàn toàn có thể mua sắm tại nhà bằng cách lên website Sosola, hoặc là các bạn có thể tải app Soco by Sosola. Tất cả những loại kem chống nắng mà mình vừa sử dụng đều được mua trên Sosola hết. Và còn nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác, lên ngay app Soco by Sosola để biết thêm chi tiết nha.